Đây nhá, tôi vừa kiểm tra con máy này, quay lại cho mọi người xem nhé. Con máy này là IMEI là 200 7753 XR đỏ 64 này, 200 7753 đó, XR đỏ, XR 200 7753 nhá, XR đỏ 64 ghi đó, chuẩn nha. Đó, con máy này là con máy khách mua tại cửa hàng vào ngày 11 tháng 5 năm 2019 này. Đó, khách gửi lại cửa hàng, bây giờ khách gửi lại về bên mình để lên đời con XR máy XR khác, có nghĩa là khách người ta lên đời XR, XR lên đời XR, có nghĩa là người ta bảo đấy là chọn cho tôi một con pin 100% sạc ít. Đây, con máy này pin còn 91% này, người ta dùng một năm rồi. Đó, bây giờ người ta muốn lên đời một con máy XR khác pin 100% sạc ít, người ta gửi lại. Thì đợi bên mình hiện tại đang hết XR, mình bảo đấy là đợi một tầm đôi hôm, chắc ngày mai hoặc ngày kia nó sẽ về, mình sẽ đổi cho khách con khác. Thì ở đây mình quay clip này mình nói nhé, một người mua máy từ ngày 11 tháng 5 năm 2019, dùng đến hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2020. Đây các bạn nhìn này, đây đây là cái kính cường lực mình vừa bóc ra này. Đây mình sẽ quay nhé, máy nó không có một tì vết nào cả, nó đẹp như mới luôn. Ông này ông dùng không có một tí vết nào cả. Đó, dùng kỹ ngang tôi. Đó, tôi nói thật, tôi dùng máy tôi nắp ốp, những cái ốp kiểu ốp chống sốc mới này, ốp kiểu ốp ốp chống bẩn đấy, nó cũng không bị cấn móp xước sát thì cả, tại vì cái ốp đấy ở trong nó có nỉ. Đây, chỉ có duy nhất đấy là ghét mỗi cái đấy là nhiều lúc phải cho con gái nó mượn, con gái thì nó mượn xong đấy là nó, nếu mà cáu cáu lên cái nó đáp một cái nhìn nó sót thôi. Đây, không có một tí vết. Cái tem này, tem Hoàng Kiên ngày xưa này, tem Hoàng Kiên Z, Hoàng Kiên Zin này, tem vuông thời ngày xưa này. Đó, dùng kỹ thật, không có một tí vết nào cả. Đây nhá, cái điều đấy còn chưa kinh bằng cái này, cái kính cường lực của ông đấy này, kính cường lực phun màn của ông đấy này, không có một vết vỡ viền nào. Đây, cái kính cường lực cũng đẹp, kính cường lực cũng đẹp kèm này thì cứ lên đời thôi. Phí là năm ở bên mình đấy, cái chính sách bảo hành, chính sách bảo hành của bên mình là một năm lỗi một đổi một tất cả các lỗi về phần cứng, thì cái đấy là cứ lỗi là được đổi. Còn cái chính sách của bên mình có một cái chính sách nữa, đấy là lên đời trong vòng một năm lên đời thì các bạn sẽ mất phí 500.000 và các bạn được reset bảo hành. Có nghĩa là khi các bạn mua mà sắp hết bảo hành, ví dụ như ông này sắp hết bảo hành thì mang qua đổi sang con máy khác mất phí 500.000 cộng tiền chênh lệch giữa hai con đó, cộng tiền chênh lệch giữa hai con, và sẽ được bảo hành lại từ đầu. Ví dụ như con máy này chẳng hạn, ngày kia khoảng tầm mùng 2 tháng 5 đi, năm 2020 tôi có một con XR sạc ít, tôi đổi cho ông ấy sang con này. Đó, thì ông sẽ mất tiền là gì? 300.000 tiền chênh lệch giữa sạc ít và sạc nhiều. Có nghĩa là máy sạc ít lần sạc 100% pin nó đắt hơn những con này 300.000, cộng thêm 500.000 tiền phí lên đời. 500.000 có nghĩa là 800, thì ông sẽ lấy lại được một con XR sạc ít pin 100% và được bảo hành lại từ ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020 đến mùng 2 tháng 5 năm 2021. Đó, sẽ được bảo hành lại, có nghĩa là được reset bảo hành, nhưng sẽ chỉ được bảo hành lại máy, không được bảo hành lại phụ kiện, không được bảo hành lại phụ kiện. Và máy thì lúc đấy mình sẽ tặng ốp silicon và một cái cường lực trong suốt khoảng tầm 30.000 20.000. đó, ở đây nhé. À, đây còn cái này nữa này, tôi chỉ cho nha. Đây này, XR đỏ 64 GB 2, đây, mua ngày 11 tháng 5 năm 2020, nhưng phụ kiện thường lại chỉ được bảo hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2018. Có nghĩa là ông anh này, ông Trung này này, đã mua một con máy nào ngày 22 tháng 12 năm 2018, mang quay lại để lên đời vào ngày 11 tháng 5 năm 2019, lên đời từ con máy đấy, lên đời con XR đỏ này, chắc là thấy nó không còn cái con máy đấy, ngày 22 tháng 12 năm 2018 nó không phù hợp với yêu cầu của mình, cho nên lên đời XR đỏ đó. Đây, mua con máy ngày 22 tháng 12 năm 2018, đến 11 tháng 5 quay lại để lên đời. Đó, thế đến bây giờ lại lên đời một con XR, chắc chắn là do cái con XR nó vẫn đáp ứng đủ yêu cầu của họ. Họ không cần phải 11, không cần phải Pro, không cần phải Pro Max, không cần phải XS, XS Max. Đó, người ta thấy 11 XR, ok, ta đang dùng thoải mái, thì bạn đổi sang con XR. Không nhất thiết là bạn cứ phải từ XR lên 11 hay gì cả. Cho nên là khi bạn sắp hết bảo hành thì cái 500.000 này nó chẳng khác gì việc đấy là bạn đi mua thêm một năm bảo hành. Tại vì sao? Tại vì nếu cái máy hết bảo hành ấy, nếu máy nó hết bảo hành, nó có xảy ra về lỗi phần cứng thì các bạn phải chịu hoàn toàn rủi ro. Còn chỉ cần bỏ ra 500.000 thì bọn tôi chịu rủi ro. Và ở đây mình nói đấy, nhiều người hay nói mình đấy là mày bán máy mày bảo hành một năm nhưng máy của mày không được cấn móp xước sát. Tại vì đơn giản nhất là tôi chọn máy, tôi cũng chọn những chiếc máy đẹp. Tôi chọn máy đẹp là vì sao? Tại vì cái thằng chủ trước người ta dùng nó giữ gìn, dùng giữ thì nó mới đẹp.
Ở đây phải nói một điều rõ ràng là như thế, ông có dùng giữ thì nó mới đẹp. Và khi người ta dùng giữ thì tôi mong muốn đấy là khách hàng của tôi họ cũng dùng giữ gìn như thế, để tránh những sự rủi ro. Và khi nếu các bạn mua máy của cửa hàng mình ấy, các bạn mang về dùng ấy, rất nhiều người như thế này này, có mua máy của mình mang về dùng, đến cửa hàng bảo anh ơi em chót làm rơi, nó bị chết. Mình không cần biết bạn có làm rơi hay không, miễn là cái máy của bạn nó không để lại vết. Nhiều bạn đến qua cứ bảo là máy làm rơi, nó bị chết, mà trong khi nó không để lại vết, tại nó có logo tặng ốp. Tặng ốp thì khi các bạn làm rơi ấy, thì nó không để lại vết gì. Không để lại vết, bạn được bảo hành bình thường. Các bạn phải nhớ một điều đấy là máy của các bạn cứ miễn là không cấn móp sức mẻ, không cấn móp sức mẻ, không rơi nước, thì máy của các bạn cứ lỗi là được bảo hành. Lỗi là được bảo hành. Còn nếu máy của các bạn mà rơi móp, cấn móp sứt mẻ này, rồi là màn hình nó vỡ, rồi là camera nó bị vỡ hết, tất cả những cái gì đấy thì các bạn mới không được bảo hành. Hoặc là nó bị rơi nước, các bạn mới không được bảo hành. Rơi nước ở đây là gì? Rơi nước là main phải có nước. Chứ rơi nước mà main chưa có nước này, quỳ tím chưa đỏ thì các bà vẫn được bảo hành bình thường. Ở đây mình nói luôn nha, rất nhiều khách hàng đến là bên mình đấy là cứ hay nói thật là anh em làm rơi xuống nước nhưng main không có nước vào, quỳ tím không đỏ, bạn được bảo hành bình thường. Bạn nói cũng được, bạn không nói cũng được. Mình rất tôn trọng cái việc các bạn nói ra sự thật đấy là anh em chóc rỡ, nỡ tay làm rơi, máy có ốp, không để lại vết, bạn được bảo hành. Đây là mình nói đấy là trên quan điểm cá nhân của mình. Còn nhân viên nếu nó từ chối đấy, bảo gọi điện cho trực tiếp thằng Kỳ Anh này. Ngày trước mình có từng làm ở cửa hàng, có một cô bé đi với một thằng người yêu. Mình gọi là thằng người yêu tại vì mẹ mình rất ghét cái thằng kiểu đấy. Đi với thằng người yêu. Thì lúc đấy mình đang ra ngoài mình hút thuốc, cách đây chắc khoảng tầm 4 năm rồi. Mình đang ra ngoài mình rít điếu thuốc. Thì con bé nó chạy vào, nó bảo, nó hớt hải, nó bảo anh máy em làm rơi. Máy em làm rơi bây giờ nó nhập nhằng màn hình rồi, nó chết màn hình rồi anh ạ. Mặt con bé nó hớt hải, nó mới mua được có khoảng tầm 3 tuần. Nó hớt hải hải. Thằng người yêu nó thì đi cạnh, mặt cũng xanh xanh nét nét. Có nghĩa là đi chắc tiền đéo vậy của nó. Thế là cuối cùng con bé nó vào. Mình bảo nhân viên mày kiểm tra có cấn móp gì không? Không cấn móp gì, đổi cho người ta ăn khác. Mình bảo mấy bạn ấy là sau ấy, nếu em mua ở cửa hàng anh cũng được, hoặc là mua ở đâu cũng được, nhưng mà nếu mà nó rơi mà không cấn móp, chẳng tội gì em phải nói là em bị rơi cả. Chẳng tội gì em phải nói cả rơi cả. Thì cái thằng người yêu nó quay ra nó mà, đấy đã bảo từ đầu rồi, đéo đừng nó nói thế này còn. Mình bảo đi còn mẹ mày, cái thằng khốn nạn này, chẳng nhẽ bố mày tống cho mày cái vào mồm chắc, đi cụ mày. Đây đấy là cái cách, cái hành xử. Có nghĩa là các bạn nói cũng được, không nói cũng được. Nhưng nếu cái máy nó không để lại vết thì bạn được bảo hành bình thường. Có nghĩa là chỉ cần nó không cấn móp là các bạn sẽ được bảo hành, được lên đời bình thường. Kể cả bạn có làm rơi, bạn có đập nó không có vết là được. Miễn sao nó không có vết. Tại vì tôi căn cứ vào hình thức để tôi đánh giá cái người tiêu dùng đấy là dùng giữ gì này không. Chứ tôi không đánh giá đấy là em bị làm rơi từ mặt bàn xuống, ốp em dày gọi là dày 5 tấc em làm rơi thế thì kệ em. Miễn sao đấy là em không để lại vết ở trên cái thân vỏ của nó là được. Đó. Thì đấy là bảo hành và chính sách của lên đời của mình là như thế. Và mình nói ở đây đấy là cái clip của mình đấy là khách hàng, đây là người thật việc thật. Họ dùng còn giữ gì được như này. Tại vì đơn giản nhất, tôi đi mua máy cũ tôi cũng chọn máy đẹp. Chọn máy đẹp là do chọn của những người dùng trước, người ta đã dùng giữ. Chứ không phải là mua máy cũ là theo kiểu đấy là tôi mua tất cả, cứ miễn là máy là tôi mua. Không, tôi chọn máy đẹp là tôi chọn cái người dùng trước, người ta dùng giữ gìn. Tôi mua máy chưa qua xử lý, còn áp suất là tôi muốn mua những cái máy nó không bị lỗi lầm. Đó, để tôi lọc ra được những cái người bán là người ta, ví dụ người ta không còn thấy nhu cầu hợp lý người ta bán, chứ không phải là vì lỗi người ta bán. Không phải vì có một cái gì đấy nó mang lại cái sự khó chịu người ta bán. Đó là sự lựa chọn của tôi. Và ở đây tôi muốn nhắc với mọi người là chính sách bảo hành của tôi là 1 năm 1 đổi 1. Miễn máy của ông không cấn móp sứt mẻ, không rơi nước. Đó, cứ mở main ra, bên trong main không có nước, quỳ tím không đỏ là các ông được bảo hành. Kể cả các ông có ngâm nước cả năm mà miễn sao quỳ tím không đỏ, nước không vào trong main là các ông được bảo hành. Miễn sao các ông làm rơi thoải mái, rơi cả 1000 phát nhưng máy không để lại vết là các bạn được bảo hành. Còn cái việc các bạn nói nó rơi, các bạn nói nó bị rơi nước, các bạn nói nếu tôi kiểm tra nó không có bọn tôi vẫn bảo hành. Còn nếu nó có thì bạn có bảo là tao không làm rơi đâu thì ông vẫn bị từ chối. Đừng có muốn dìu qua mắt thợ. Thế nhá.